từ cái việc tình cảm đó thì em cũng có kinh nghiệm cho mình, yêu thì kiềm chế lại. Em ơi, dạ. Em kiềm chế được đâu em ơi. Em đã rơi vào lưới tình rồi, không có thoát ra được. Kiềm chế ước muốn bản thân hả? Xin mời nhà gái. Chào em. Dạ. Trời xinh xắn quá. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nào. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào em. Chị Ngọc Lan. Chào và em. Chào tất cả các quý vị trong trường quay ạ. Dạ em tên là Thùy Minh, năm nay em 24 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên pháp lý tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Em sinh sống và làm việc ở quận 4. Hiện tại thì em sống có một mình thôi. Em sống với con mèo. Quê của em là ở đâu? Dạ em ở Thừa Thiên Huế. À Huế sao nói tiếng Nam rặt quá vậy? Tại em sinh trong này á anh. À sinh trong đây đúng không? Quê gốc là Huế thôi. Huế mình còn ai ngoài đó không? À, dạ ở nhà thì em còn có ba mẹ sống cùng với gia đình của anh trai. Những anh còn lại thì vào đây sống ở trong Nam ạ. À tức là ba mẹ vẫn ở ngoài Huế ha? Dạ đúng rồi. Rồi mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Rồi chào em. Em tên là Trần Lê Anh Duy, năm nay 27 tuổi và hiện tại em đang làm kỹ sư phần mềm tại Tân Bình. Thì em đang sinh sống tại quận Gò Vấp ạ. Mình ở Gò Vấp với ai? Dạ em ở Gò Vấp với cô. Ở nhà cô á hả? Dạ. À còn ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ thì ở Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu đi nhà gái. Dạ điểm mạnh của em là em rất là năng động. Em thích thể thao và thích tham gia những hoạt động mà mang tính đồng đội. Ví dụ như là đá banh. Trời ơi. Không, bình thường đá banh đó là em chỉ đi coi đá banh thôi. Còn tại không có ai rủ em đi hết. Ngoài ra thì em thích sống một cách healthy, sống kiểu dưỡng sinh, dậy sớm rồi cho mèo ăn, nấu đồ ăn cho mèo. Tối là đi ngủ sớm, ăn chay mỗi tuần là hai lần. Dùng sống rất là lành mạnh. Dạ, sống kiểu dưỡng sinh đó chị. Không rượu bia. Lâu lâu ai rủ thì đi. Lâu lâu ai rủ thì đi. Rủ thì là em đi nhiệt tình. Cô gái bên kia rất là năng động luôn. Hay rất lắm đó. Rất là hiện đại luôn nha. Mời em trai. Em là người rất là dễ hòa đồng với mọi người. Em cũng thích chơi thể thao. Em có chơi cầu lông, lâu lâu thì cũng có chơi đá banh. Còn điểm yếu thì đôi khi hay thường nóng tính trong công việc. Mình có làm sếp không? Em nóng bản thân của em. À, dạ. Chứ tưởng đâu làm sếp mà nóng công việc là lính mệt lắm á. Dạ. Nóng với bản thân mình, nóng quá mình làm gì với bản thân mình? Em hay thường vùi đầu, bứt tóc mình. Trời em, sao em nóng mà em hành hạ thân xác mình quá vậy cưng? Cạo đầu như anh Linh nè, nóng thì coi như cào cấu tóc này kia được. Thôi nói chung là không ảnh hưởng hai cũng được, không sao cả. Đường tình duyên nhà gái thế nào? Em chỉ có một mối tình cho đến bây giờ thôi. Thì hồi đó là còn là sinh viên á. Trời dễ thương quá. Sinh viên yêu được bao nhiêu năm? Dạ em quen có mấy tháng rồi. Dạ em quen có mấy tháng rồi. Em thích bạn đó trước. Bạn đó là lúc đó đã là công thành danh tội rồi. Nên là cái khoảng cách nó cũng lớn á, là không có được lâu dài. Có mối tình đó thôi hả cưng? Dạ, có vậy thôi á, mà hết nửa trái tim rồi đó. Hết nửa trái tim rồi đó. Trời đất ơi, yêu có chút xíu giờ mà yêu dữ lắm á. Yêu hết lòng. Yêu dữ dội luôn. Cả trái tim. Trời ơi, thấy thương không? Từ cái việc tình cảm đó thì em cũng có kinh nghiệm cho mình. Yêu thì kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Em ơi, dạ. Không kiềm chế được đâu em ơi. Em đã rơi vào lưới tình rồi, không có thoát ra được. Kiềm chế ước muốn bản thân hả? Cô bé ở đây rất là hay đó nha. Dễ thương. Để chị Ngọc Lan đưa em vào đời. Đưa em vào đời chị. Tình duyên sao nói cho chị Lan chào nghe em. Đi. Trước giờ thì em có một mối tình chính thức. Cũng quen được đâu đó khoảng 3 năm hơn à. Dạ. Người dài à. Dạ. Rồi sao xa nhau? Thứ nhất là do là cái lúc đó thì em vẫn còn đang là sinh viên. Nên là về vấn đề tài chính vẫn chưa có được đủ để mà lo cho bạn nữ. Với lại một phần nữa là do cái lúc đó em còn trẻ, có những cái quyết định và những cái hành động nó còn hơi trẻ trâu. Thôi nhận ra khuyết điểm trong tình yêu vậy là tốt rồi. Nhận ra để mình thay đổi. Đường tình duyên hai bạn cũng chưa có gì hết. Bây rồi, giờ mình đi đến giờ... mối tình này cho nó chắc ăn nè. Nửa cái trái tim còn lại là mong muốn có người yêu như thế nào? Trái tim bây giờ là nó nguyên vẹn lại rồi chị. Lành rồi ha. Rồi vậy thì một cái trái tim nguyên vẹn với một cái mong muốn người đàn ông sắp tới của mình sẽ là như thế nào? Em thì em sẽ thích cái người đàn ông điềm tĩnh, chững chạc. Tại em là năng động rồi á, nên em không cần người ta phải năng động. Em sẽ tự làm cho cuộc sống sôi động lên. Hay quá.
hưởng thụ thôi. Hưởng thụ thôi. Quá hay. Mình tự mình làm chứ mình phải chi chờ người khác, phụ thuộc người khác đúng không? Đúng. Đây là một cái suy nghĩ rất là tích cực luôn. Rồi vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Anh trai, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là em thích một người phụ nữ hiện đại, có thể tự chăm sóc được cho bản thân của bên đó. Dạ, em cũng không thích bạn gái cứ suốt ngày ở nhà nội trợ, tại vì những cái công việc đó thì bản thân em vẫn thể làm được. Trước thì em cũng có ở một mình, hay là từ chuyện nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, tất cả cái việc trong gia đình thì em đều thể làm được hết. Những người nội trợ đó họ giỏi vô cùng luôn, họ quán xuyến đủ thứ, nhưng vấn đề là bây giờ người phụ nữ hiện đại cũng không nên vào bếp nhiều quá, còn phải ra xã hội mình giao tiếp để mình làm nhiều công việc xã hội nữa. Vào bếp thì lúc nào ai rảnh làm cũng được. Hai bạn này á, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng mà suy nghĩ rất là có chiều sâu, giống như bạn gái bên kia kìa. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À đi với mẹ hả? Ai? Dạ con chào cô ạ. Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào tất cả các anh chị em trong trường quay. Tôi là mẹ của anh Duy, đến từ Bình Thuận. Mình thấy con dâu tương lai bên kia mình ưng ý không? Rất là ưng ý. Theo ý kiến riêng của tôi thì hai đứa có lẽ rất hợp nhau. Nhưng mà thí dụ giờ Duy lấy vợ đi thì cô thấy chừng nào mới lấy được? Hai bên đồng ý thì có thể tuần sau luôn cũng được. Có thể tuần sau luôn cũng được. Thôi. Nhưng có phải làm dâu không cô? Tôi đến đây vì một cái mong ước là con trai mình có vợ và tôi có được một đứa con dâu, cho nên là hoàn toàn nhờ vào chương trình giúp cho tôi điều đó. Có một cái hợp là tôi cũng sinh ra ở Huế. Dạ. Hay quá, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi nhà gái đi với ai nè? Dạ em đi với chị ruột của em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Em là chị cũng như là bạn của Thùy Minh. Em cũng cảm nhận là bạn nam bên đây thì cũng rất là hợp với Minh. Thì Minh là một người như anh chị cũng nói là rất là hiện đại, tuy nhiên thì cũng là công dung ngôn hạnh đủ đầy. Đối với bạn nam thì em cảm thấy bạn nam chắc có lẽ là hơi trầm một xíu, nhưng mà đi với Minh thì chắc sẽ rất là hợp. Tại vì Minh luôn có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và cái mối quan hệ của hai bạn này nếu mà cho nhau một cơ hội để dắt tay nhau ra về ngày hôm nay thì em nghĩ sẽ rất là thú vị ạ. Cảm ơn em. Bạn mình hôm nay ngồi đây rồi, mình có người yêu chưa? Dạ để mình trước chứ em cũng chưa có người yêu. Cũng hot girl chưa có người yêu đó. Bây giờ thì mở rào nào, cố gắng lên chàng trai. Không gian này là của bạn đó, mạnh mẽ lên, bước tới. Anh có món quà muốn tặng. Cảm ơn anh. Dạ em cũng tặng anh một món quà. Anh dạ rồi. Mình mở quà ra không? Em mời anh mở đi ạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Dạ cái này là một cái khăn. Dạ một cái khăn tắm với lại là một cái cốc nước. Thì em cũng suy nghĩ cũng khá là lâu, nhưng mà em quyết định là chọn cái khăn tắm tại vì nó gần gũi với bản thân của mình. Hy vọng là anh nhận được món quà sẽ trân quý và chăm sóc tốt sức khỏe của mình. À rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Rồi về chỗ đi các bạn. Ngày xưa yêu nhau ta hay tặng cái khăn mùi xoa đó ha. Đây lần đầu tiên tôi thấy yêu nhau tặng cái khăn tắm. Cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên trong cuộc đời chúng ta gặp nhau đấy. Em có cảm nhận gì về anh không? Anh có run không? Cũng hơi hơi. Em thấy là anh hơi run á, nên là anh nói hơi bé. À đúng rồi. Em thấy anh thì nhìn đàng hoàng, nhìn chững chạc. Hồi nãy á, em không có được hỏi về yếu điểm. Em cũng muốn chia sẻ một chút ạ. Dạ yếu điểm của em là em rất là bay bổng và rất là thích tham gia những cái hoạt động bên ngoài. Trong tuần thì em sẽ thường đi làm và đi học, chỉ có thời gian vào cuối tuần thôi. Đôi khi là cuối tuần là em còn tham gia các sự kiện ở trường, đi làm tình nguyện nữa. Thì không biết là nếu như mà em có công việc bận rộn như vậy thì anh có thông cảm được cho em không? Công việc mà nên mình phải ưu tiên hơn, nên là anh không có cái vấn đề gì. Tại vì anh quan điểm bảo vàng là anh thông cảm cho em thì chắc chắn là em cũng sẽ thông cảm nếu như mà anh có một cái công việc đó mà anh cần phải giải quyết liền. Em có biết nhậu không? Điểm yếu của em là em không biết nhậu, nhưng mà em biết la. Cái tử lượng của em rất là kém, nhưng mà thông thường thì em sẽ nhiệt tình á, kiểu em sẽ hòa đồng, em sẽ nói vô này kia. Thí dụ như là 1, 2, 3 vô hả? Dạ như vậy, nhưng mà thiệt ra là mình không có biết uống, mình uống rất là kém. Anh không có hay thường nhậu nhiều, anh cũng biết uống, nhưng mà anh không có kiểu
uống hoài. Khi nào có những cái sự kiện đặc biệt á thì anh mới uống. Còn không không mà bạn bè rượu quá thì anh chắc chắn anh sẽ từ chối. Mà nếu như mà có bạn gái mà biết nhậu ở nhà thì có thể mình nhâm nhi chút xíu thì cũng vui. Chúng ta hãy nói về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi đứa để em có thể hiểu nhau hơn. Để em nói trước đi. Nhà anh có đông anh em không? Nhà anh thì hiện tại có một chị thôi. Nếu như vậy thì là tiến đến hôn nhân thì là sẽ về Bình Thuận, đúng không ạ? Anh cũng mong muốn về Bình Thuận á, do là cái công việc của anh thì nó không có bắt là phải lên văn phòng thường xuyên. Nhưng mà cái đó chỉ là mong muốn khi mà lúc mà anh đang độc thân thôi. Còn khi mà có bạn gái hoặc là tính tới chuyện xa hơn thì anh sẽ hỏi ý kiến của bạn gái, xong rồi mình sẽ tính toán xong. Em thích ở Hồ Chí Minh, mà tức là thời điểm về hiện tại là như vậy. Tại vì tuổi trẻ mình còn dài, nhiều khi trong tương lai thì mình cũng sẽ có những cái thay đổi, những cái điều chỉnh riêng. Nhưng mà một cái là về cái mặt làm dâu thì em không có ngại. Thật ra em không có ngại làm dâu. Tại vì ở nhà em thì em cũng thấy như vậy. Nếu như mà làm dâu thì em lại để ý được là mình sẽ được người lớn hướng dẫn và chỉ bảo trong cái thời gian đầu, thì em cũng thấy cái việc này nó rất là hay, thì em lại rất là tích cực trong cái việc đó, chứ không phải là nghĩ là làm dâu thì sẽ bị cái này bị cái kia. Dạ, nói chung là em lạc quan. Cô gái rất hay nha, còn trẻ nhưng cô suy nghĩ rất là hay luôn đó. Tại ở nhà em là em cũng thấy như vậy, các chị thì làm dâu thì rất là thân với em, hay cho tiền, hay cho tiền. Vui lắm, nói chung là vui lắm. Dạ. Bảo đảm mẹ chồng khoái liền luôn. Mẹ anh rất là thương con dâu. Ủa, có rồi hả anh? Không, chỉ là lúc nào cũng hối. Mẹ anh nói là không có phải là cưới về làm dâu, mà là cưới về để mẹ có thêm một người con nữa, để vui nhà vui cửa. Em vui lắm. Anh nói là em vui hơn. Anh nói là em vui hơn. Tiền bạc làm sao? Vợ giữ hay chồng giữ? Nói cho nhau nghe đi. Em là một người phụ nữ rất là thông minh, nên là anh nghĩ là cái vấn đề tài chính thì giao cho em thì anh nghĩ là sẽ ổn hơn anh. Sao anh tin tưởng em quá vậy? Sao anh tin tưởng em quá vậy? Thì cái đó là cái cảm nhận ban đầu của anh là như vậy. Dạ. Mới cảm nhận thôi, về nó tính khác đó. Em thì về cái mặt tài chính thì em cũng không có kinh nghiệm, mà theo em thì em cũng không có muốn là mình giữ hết tiền đâu. Anh đi ra ngoài thì anh cũng sẽ cần có cái khoản chi của anh, mời bạn bè. Ngay cả trong văn phòng của em cũng vậy, bình thường là đi làm là phải thủ 1 triệu á, chứ còn mà không là bất an lắm. Nên là em cũng sẽ cho anh 1 triệu. Em sẽ 1 triệu một ngày hả? 1 triệu một ngày hả? Dạ đúng rồi chị, ở văn phòng em là lúc nào cũng lỡ mà cá độ mà thua một cái là bay 1 triệu luôn đó. Trời ơi. Nhưng mà nói cái này thôi, đừng có lên nha, mất công sếp em nghe. Có, sếp cũng sẽ nghe đó. Vậy là yên tâm đi, nữa có vợ, vợ sẽ cho ngày 1 triệu để có gì cá độ trong văn phòng thôi. Cá chè cháo rồi ăn uống đi thôi. Xù xì thua là bao trà sữa đó. Đó, trà sữa đó. Cô gái này tính cách rất là hay luôn, bằng mọi cách nha, chinh phục cô gái này. Đó, bây giờ đây, về đây. Mẹ nói tuần là chơi luôn đó. Hai đứa sao á, tính hai đứa nhìn nhau rồi nhìn thẳng mắt nhau, hát cái bài nào đó tình gì đó tặng cô gái ấy. Anh hát không được hay lắm nên có gì em chịu không? Dạ. Yeah. Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi, và anh sẽ chờ và anh sẽ đợi, dù cho gió mưa rằng kín lối ra không tìm được thấy đường. Anh rung quá. Không sao mà em đây rồi anh ơi, buồn thì cứ khóc, bao lâu anh đã cố mạnh mẽ rồi. Thôi nhưng mà anh đừng khóc thiệt nha. Rồi anh nghĩ thì gặp nhau đây cũng đã làm cái duyên rồi. Thì anh mong mình sẽ cho nhau một cơ hội để mà mình có thể tìm hiểu và mình có thể tiến xa hơn trong tương lai. Cảm ơn anh. Rồi, về ghế ngồi các bạn. Bấy giờ Toshiba điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau chúng ta cũng đã biết hết rồi, cũng đã hiểu hết rồi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1
2 3 Bây giờ hai đứa chính thức hẹn hò nhau, nắm tay nhau đi nào. Đây là cô gái. Rồi xin phép mẹ đi, nói mẹ đi. Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Tuần nè cô, tuần. Nói với cô vài câu đi. Con chào cô. Con rất là vui khi mà hôm nay được đến và gặp cô và gặp anh ạ. Hy vọng là trong tương lai là tụi con sẽ có thể tiến xa hơn. Và hy vọng là cô sẽ giúp đỡ cho con nhiều hơn ạ. Thủ tục đầu tiên. Dạ. Không má. Sao mà hạnh phúc hai em vô cùng luôn á. Thật chúc hai em thật là hạnh phúc. Dạ em cảm ơn anh. Kiến thức thì chỉ có thật sự thì là có một thôi. Thì em quen cũng trong chỗ làm. Rồi sau đó anh ấy ra ngoài đó, thì như anh có mối quan hệ khác. Thì em phát hiện thì thôi em chia tay. Rồi từ đó làm sao thì giống như cũng có gặp vài người nhưng ý chỉ dừng ở chỗ tìm hiểu. Em thì cũng trải qua được hai mối tình, cũng có định xác định tới đó với nhau. Nhưng cũng như một cái giai đoạn cuối thì em phát hiện là bạn đó có một cái mối quan hệ khác. Tình yêu mà đưa vô giai đoạn cuối. Là hết cú. Là hết cú. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Bây giờ hai em có mặt trên sân khấu rồi, cách nhau cái hàng rào thôi. Mình nói lớn lên để chúng ta cảm nhận từ giọng nói đầu tiên, mình đoán rồi mình tính toán coi sao mình nói cái gì ha. Rồi chút xíu mình sẽ gặp mặt nhau. Mời em trai. Thì đầu tiên em xin phép được chào MC Quyền Linh cùng với MC Nhật Lan. Và xin phép được chào bên gia đình nhà gái và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và xin được chào bạn gái bên kia. Em xin được phép tự giới thiệu, em tên là Bùi Văn Lý. Tên thường gọi là Bùi Văn Phát. Em sinh năm 1987. Hiện nay em đang làm việc và công tác ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Em công tác về gì Lý? Em đang kinh doanh về lĩnh vực ăn uống. Em đang có mở một cái lẩu cua đầu ở ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, ngay đường Tây Hồ Gươm. Ủa sao mà Bùi Văn Lý rồi Bùi Văn Phát là sao? Bùi Văn Lý là tên trong giấy chứng minh của em, nhưng mà bên ngoài thì tên thường gọi em là Tên Phát. Tên Phát. Dạ. Rồi. Mời nhà gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào chị quý khán giả. Em tên là Lan, em năm nay 36. Em là nhân viên thu ngân của phòng khám đa khoa. Mình làm việc ở đâu? Dạ em làm ở việc ở quận 3. Em về lẩu cua đồng em thu ngân được không? Dạ được. Được không? Cũng hợp lý đó, ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Phát? Dạ em thì thật sự rất là hòa đồng trong công việc. Em đặc biệt là em không có những cái tệ nạn xã hội như là bài bạc, cá độ, và đặc biệt là cũng không hút thuốc. Và em cũng rất là thích chơi thể thao. Tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay quên. Và em có cái chút xíu là hơi tự ái. Ví dụ như mình đang ngồi nói chuyện hay một cái câu chuyện gì đó mà bỗng nhiên có một cái người bạn hoặc là cái người đó đang tiếp xúc với mình mà có những cái thái độ gì đó không tốt, hay là những cái cuộc nói nhỏ hay là liên quan tới cái thứ xấu đó, bắt đầu mình sẽ rất là tự ái, mình sẽ và mình sẽ bắt đầu là mình sẽ có những cái suy nghĩ bắt đầu là hơi bị tự ti xíu. Nói bạn nó không quan tâm tới mình, hay bạn nó không tôn trọng mình, bạn nó này kia, đúng không? Dạ. Không, cái đó cũng nên thay đổi đi. Đúng rồi. Bởi cái đó là phải thay đổi đó. Tùy nhiều khi bạn đó vì cái lý do nào đó bất ngờ họ quên quan tâm câu chuyện mình kể hồi tự mình nghe luôn á. Tự ái thôi ha. Rồi nhà gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh là em khá hòa đồng. Em hay có tính hay là xa, nghiêm túc trong công việc. Còn điểm yếu thì em nghĩ là em cũng có tính hay quên. Em hay mù đường. Mù đường dạ, đúng rồi. Một cái nào không biết đường là em toàn bắt rác đi mà. Của hai em á là ai cũng quên hết trơn, lấy nhau làm chủ chắc lỗ. Có quên tính tiền lẩu cua thu ngân mà hay quên là hơi mệt nha. Không quên được đúng không? Dạ. Rồi, đường tình duyên của mình như thế nào? Nói chung em chỉ có chính thức thì chỉ có thật sự thì là có một thôi. Thì em quen cũng trong chỗ làm. Rồi sau đó anh ấy ra ngoài đó, thì như anh có mối quan hệ khác.
thì em phát hiện thì thôi em chia tay. À, từ đó là sao thì giống cũng có gặp vài người nhưng mà ý là chỉ dừng ở chỗ tìm hiểu thì thôi. Ừ, dạ. Giờ đường tình duyên bên đó vậy đó, còn một mối tình thôi, thay đổi chỗ làm, thay đổi môi trường, cái thay đổi người yêu luôn. Thế tội nghiệp không? Dạ. Vậy tình duyên mình ra làm sao? Em thì cũng trải qua được hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng được hơn 2 năm. Nói chung là hai bên gia đình cũng cứ biết nhau, cũng có định xác định tiến đến với nhau. Nhưng cũng như một cái giai đoạn cuối thì em phát hiện là bạn đó có một cái mối quan hệ khác. Cho nên người thứ ba đúng không? Dạ, người thứ ba. Tự nhiên nghe nói giai đoạn cuối, thấy nguy hiểm quá. Em đã né cái người thứ ba rồi, anh đừng lại nhắc nữa. Không, anh tự nhiên nói vậy sao nó dính cái trường hợp đó. Dạ. Thực ra là em nói cái giai đoạn cuối anh còn sợ hơn. Tình yêu mà đưa vô giai đoạn cuối. Là hết cứu. Là hết cứu. Hết cứu luôn. Bác sĩ chê. Cho nên là em quyết định em dừng lại. Ừ. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được khoảng gần 3 năm. Nhưng do gia đình bạn đó ở nước ngoài, cho nên là cái thời điểm đầu thì hai người quen nhau thì lúc đó chưa có định cư bên nước ngoài. Khúc sau thì gia đình bắt là phải đi sang bên đó, cho nên là gia đình em thì cũng không đồng ý để đi sang đó. Hai người cũng ở xa nhau cho nên là cũng dần dần xa cách, cho nên cũng dừng lại, cũng không có tiếp tục. Bây giờ ở cái trang sách mới nè, chúng ta mong muốn cái người bạn gái mới như thế nào? Thì em mong muốn là người bạn gái đó là nhất là hiền. Hiền. Thứ hai là chung thủy. Thứ ba là biết cách cư xử giữa hai bên gia đình với nhau. Làm sao cho nó hòa thuận. Thì em cư xử sao là bên đó người ta cư xử vậy thôi. Chuyện đó dễ lắm. Mình cho đi cái gì mình nhận lại. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi đúng không? Có gì em không thích không? Không thích phụ nữ không? Em không thích người phụ nữ là hay càm ràm mà lăng nhăng. Không có được. Phụ nữ bản chất là càm ràm rồi. Chị nói cho em nghe đó là nghĩa vụ luôn đó. Đó là nghĩa vụ luôn đó. Phải càm ràm. Không có càm ràm họ không có vui đâu em ơi. Thôi kệ đó, cứ để cho phụ nữ càm ràm đi. Riết em nghe, riết em vui luôn. Bữa nào không càm ràm em ăn cơm không có ngon. Giờ em muốn không khí gia đình lạnh tanh hơn. Trời, chúng tôi càm ràm đó là nghĩa vụ. Làm thấy cho chưa? Không khí gia đình nó tươi vui hơn. Nó thấy thoải chưa? Mái nó nhiều tiếng nói hơn. Phụ nữ là phải càm ràm. Là thôi chịu đi em, lấy vợ về càm ràm nó vui lắm. Thôi được rồi, đến qua anh coi nhà gái cho. Trời, con gái dễ thương. Có càm ràm không? Em hơi ít nói à. Ít nói. Nhưng mà ví dụ như lấy chồng về, ông đi về trễ rồi, ông này ông kia rồi, ông đem tiền về, ông đóng tiền điện, tiền nước, ông lo cho con, có càm ràm không? Dạ không, chỉ cần thực hiện đầy đủ chứ, ví dụ rồi đó thôi. Không có càm ràm luôn hả? Trời ơi, sao người này hay ta? Hát Ngọc Lan xa luôn á. Hát Ngọc Lan xa luôn á. Ngọc Lan không có quen mà nó còn càm ràm á. Đừng nói chi là quen. Dễ thương là người phụ nữ lạ nha. Đúng không? Không có quen tôi mà ngày nào nó cũng càm ràm tôi luôn á. Ngày nào cũng bị làm phiền. Đúng rồi, làm phiền suốt luôn. Một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào em gái? Em nghĩ em mong người đó là người chín chắn. Biết gợi chuyện, tại vì thật sự bản thân em là hơi hướng nội, em hơi nhát. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em nghĩ mỗi người là một bản thể độc đáo, phải không? Thì quan trọng là hợp nhau thôi. Hợp nhau thôi đúng không? Dạ. Nãy giờ anh nói những cái tính chất của anh ra em thấy có hợp nhiều không? Có vẻ hơi tự ái thì em cũng hơi ngại chút xíu. Nhưng em nghĩ là nếu mà mình biết cư xử khéo thì chắc là đúng không rồi. Sao ạ. Bữa nào nói chuyện mà em đang nói cái tự nhiên em nhớ gì cái tự nhiên em lo bấm điện thoại đó. Là ông tự ái ông giận luôn á. Kiểu vậy đó ha. Rồi. Ý kiến của người thân như thế nào đây? Chàng trai đi với ai? Hôm nay em đi với ông anh làm chung với em ở Đồng Xoài. Dạ, em chào anh. Em chào anh Quyền Anh và chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả trường quay. Em là Hiệu, em là làm chung với quán Lẩu Cô Đồng của em Phát ở ngay vòng xoay Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Thì hôm nay anh đến đây để chứng kiến cái cuộc gặp của các em lần đầu tiên. Thì anh thấy là cô gái bên này cũng rất là dễ thương, chung cái gu. Tóm lại là anh thì lại thích những người nó đập đậm, nên là thành ra là anh đi nói cái thể xích của anh này em hiểu đúng không? Cái tính cách của công việc đó thì ban đêm thì bọn anh làm nhà hàng thì hay về quản công việc và về trễ, thì cũng nên là vì lý do đó là anh nghĩ là nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là tìm kiếm bạn gái. Cái chính là bọn anh thì phải làm đến 10, 11 giờ đêm mới về đến nhà. Thì hy vọng là sau này thì em mình có lập gia đình thì cũng phải thay đổi cái thời gian để dành thời gian nhiều gia đình hơn. Và lúc đó thì đương nhiên phải tuyển quản lý để thay thế mình cái công việc đó.
Thì anh nhìn cô với gái bên này thì rất là ok. Mong các em thì cũng tạo cái cơ hội cho nhau. Mình đến đây rồi thì nếu mà tiến xa hơn nữa thì cũng là tốt. Cảm ơn anh. Anh gái đi với ai? Em đi với ba em ạ. Có ba hả? Rồi, chào đại diện nhà gái. Thì tôi là ba của cháu Bùi Lan. Thì hồi nào tới giờ thì cháu sống với cha mẹ. Thì sau khi mà học ra trường sau thì cháu vào làm cái môi trường nó là nữ là nhiều, nam nó là ít. Cho nên là cái giao tiếp đối với nam thì nó rất là hạn chế. Từ chỗ đó nó suy ra là cháu nó rất là nhút nhát. Đó, đúng đó là cái khuyết điểm đó. Còn về cái ưu điểm của cháu thì cần cù, có cái đầu óc cầu tiến. Thì còn bạn trai bên này thì rất là chất phác, hiền. Thì cá nhân tôi đồng ý. Dù sao không nữa thì các cháu nó cũng ba mấy rồi. Thì nên tạo cái điều kiện cho nhau. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là con cái nó yên bề gia thất. Đó là cái mong muốn của cha mẹ. Thì hôm nay là đến chương trình thì là cũng mong hai cháu tạo cái điều kiện tìm hiểu nhau. Thì được hòa đồng thì tiến tới. Đó. Thì một lần nữa là xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn các anh các chị trong khán phòng. Dạ, xin hết. Cảm ơn chú. Cảm ơn đại diện nhà gái. Thì chúng ta trực tiếp gặp mặt, nói chuyện nhau sau đưa ra quyết định nha. Mở ra. Anh chào em, hôm nay đến đây anh có một món quà này anh muốn tặng em. Hy vọng rằng với những cái thông điệp trong cái món quà này, em có thể hiểu được và đồng cảm với anh về cái ý nghĩa của món quà này để gắn liền với cuộc sống. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cũng muốn món quà tặng anh chờ một xíu nha. Dạ em tặng cho anh ạ. Em thì thích trồng cây, thích thiên nhiên. Em mong mà anh cũng có thể thích giống em. Em rất là cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, mời hai bạn ngồi xuống vào ghế của mình nào. Cảm xúc ban đầu khi gặp nhau như thế nào? Ba mươi mấy năm mình mới gặp lần đầu tiên đó. Lần đầu tiên thì em gặp anh thì cái cảm nhận về cái cách nhìn của em về anh như thế nào? Em nghĩ em thấy anh ưa nhìn. Dạ, em cũng thích một người đàn ông điềm đạm, chút quá xíu cho gia đình. Tại thật sự tính em cũng hơi vụng. Em có thể cho anh hỏi một chút xíu là trong gia đình thì em có biết nấu ăn không? Nếu chỉ là nấu ăn gia đình thì em biết à. Thì quá là tuyệt vời. Thật sự thì anh cũng là một người rất là đam mê về lĩnh vực ăn uống. Và anh cũng rất là thích nấu ăn. Anh cũng hy vọng là ví dụ như sau này có được những cái điều kiện, anh sẽ là người để nấu được những món ăn ngon đó để cho em và gia đình cùng thưởng thức. Dạ em cảm ơn, em rất là mong chờ. Nói về góc độ về nấu ăn trong gia đình thì em cứ yên tâm. Hàng ngày anh tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng khó tính, anh còn phục vụ được. Thì trong một cái gia đình nhỏ của mình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ phục vụ cho gia đình mình sẽ rất là tốt và tuyệt vời, anh tin vào điều đó. Hai bạn thử đặt ra một vấn đề, nếu như có một mâu thuẫn nào đó đỉnh điểm thì ai sẽ nhường ai? Em nghĩ là nên trao đổi thẳng vấn đề đó và cả hai cố gắng tìm cách giải quyết hợp lý. Thay vì ai cũng muốn giành phần thắng mình á thì mỗi người nhường nhau một bước. Anh đồng ý về vấn đề đó, nhưng cái cũng trả lời câu hỏi của anh Việt Linh. Thì thật sự nói về giải quyết một vấn đề thì em luôn rất là tự tin trong cái phần xử lý vấn đề đó. Tại vì em là người kinh doanh về lĩnh vực ăn uống và em rất là thường xuyên xử lý những cái ca khó của những khách hàng. Cho nên là em nghĩ trong một cái gia đình biết rằng cũng sẽ có những cái khó, nhưng mà em nghĩ đó trong cái cách xử lý đó em sẽ biết cách làm như thế nào để giữ được cái hòa khí cho gia đình của mình. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi. Nào chúng ta đến đây. Mình nói chút xíu về nếu như chúng ta kết hôn với nhau, chúng ta sẽ ở đâu, phát triển kinh tế thế nào, mỗi người có một ý kiến với nhau đi. Thật ra thì đúng mà thì con gái lấy chồng theo chồng thôi. Dạ, với em là vậy. Không biết em có phải cần làm dâu không ạ? Ôi, thật sự thì anh là chỉ có một mình anh là con trai trong gia đình, anh có hai chị gái. Thì nói về vấn đề làm dâu thì chắc chắn là cũng sẽ phải về ở trong gia đình, nhưng mà không đặt nặng về vấn đề là mình sẽ ở đâu. Thứ nhất thì gia đình cũng không khó. Thứ hai là khi ba mẹ cũng luôn tôn trọng với sự quyết định của con cái. Ví dụ như cái môi trường hoặc cái điều kiện hoặc cái nơi ở nào mà tạo điều kiện để cho cuộc sống của hai đứa thuận tiện thì ba mẹ luôn luôn nào cũng ủng hộ. Chứ ba mẹ cũng không khó về vấn đề đó. Nhưng ví dụ như ở gần chỗ em hoặc ở Sài Gòn, ở bất cứ nơi đâu để mình phát triển được cái sự nghiệp, để ổn định được cái cuộc sống cho gia đình, thì có thể là mình cũng sẽ đón ba mẹ lên để mình ở cùng với mình. Tại vì đạo làm con thì mình không bao giờ mình bỏ được ba mẹ. Hãy hát tặng nhau một bài nào đó. Em sẽ có hai câu thơ này để tặng cho bạn gái. Hy vọng rằng bạn gái sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Anh chấp nhận là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước, chứ anh không muốn là người đến trước để nhường chỗ cho người đến sau. Hy vọng rằng em sẽ hiểu được cái thông điệp này của anh.
Dạ, em cảm ơn. Hay quá. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Bấm nút là trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau. Còn nếu chúng ta cảm giác đây không phải là người mà mình cùng nắm tay nhau đi, người mà mình phải tìm hiểu, thì chúng ta không cần bấm nút đó. Quyền quyết định là của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Các bạn nắm tay, nhau nào. Bây giờ có ba cô em gái đây à, hãy nói với bác điều gì đi. Xin phép bác cho tụi con hẹn hò và hứa với bác gì đó. Dạ con xin chào bác trai. Xin chào chị. Thì hôm nay thì con cũng đến với chương trình và cũng rất là được may mắn khi được biết bạn gái. Hôm nay con xin phép bác cho phép con được hẹn hò với em gái. Và con hy vọng rằng trong tương lai, nếu như được sự đồng ý của bạn gái và gia đình hai bên, thì con sẽ cố gắng sẽ là một người đàn ông luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho bạn gái. Hay quá. Tốt rồi. Mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, mình nói lớn lên giới thiệu cho hai bên cùng nghe nha. Rồi bắt đầu từ bây giờ mình cảm nhận xem cái tiếng nói như thế nào và cách ứng xử thế nào, rồi chúc mình gặp mặt tính sao nha. Rồi mời em trai. Dạ chị. Không sao, thoải mái lên nào. Hồi hộp quá hả? Ừ. Hít hơi thật sâu vô, thở ra. Rồi giới thiệu về mình. Chào sao anh. Em tên là gì? Dạ, từ từ. Bình tĩnh chưa? Dạ ok. Bây giờ thoải mái lên nha. Dạ. Tất cả giống như ngồi uống cà phê thôi. Hồi hộp quá đúng không? Dạ hồi hộp. Rồi. Đầu nó hơi gung. Hơi gung đúng không? Vậy thôi để nhà gái giới thiệu trước nha. Mời nhà gái luôn. Mời em. Dạ. Em chào tất cả các quý vị đang xem chương trình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thị Hoa Vi. Hiện em cũng đang rất là run luôn. Dễ thương quá à. Hai bên cùng run hết trơn vậy đó hả? Dạ. Em 30 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Hoa Vi quê đâu Vi? Dạ em quê ở Bình Thuận anh. Hoa Vi tên dễ thương quá hả? Dạ. Hoa Vi là hoa gì ta? Hoa rất là nhỏ. Rất là nhỏ hả? Dạ. Hoa Vi. Làm thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mời em trai, giờ được chưa? Dạ. Rồi, 2, 3, bắt đầu. Rồi. Cái khúc đầu quên nữa. Bây giờ, có gì đâu quên. Em tên gì? Em tên Trần Văn Điền. Trần Văn Điền. Không, cái khúc, không có cần khúc dạ, nào chứ bây giờ nè. Okay. Em Trần, tên gì? Dạ, nghề nghiệp. Em tên là gì? Trần Văn Điền. Trần Văn Điền. Dạ. À, Điền chủ á ha? Dạ, đúng rồi. À, bao nhiêu tuổi? Dạ 28 tuổi. Tuổi 28 tuổi, làm công việc gì? Dạ trước là em làm bartender. À. Sau này thì cái đợt dịch thì em đã chuyển công tác, em chuyển đi làm qua bên khu công nghệ cao làm công nhân. Công nhân làm công việc gì? Làm bên linh kiện điện tử. À, quê mình ở đâu? Châu Đốc An Giang. Châu Đốc An Giang, bây giờ mình đang sống ở đâu, quận mấy? Dạ em đang sống và làm việc ở quận 9. Quận 9. Dạ. Đó, đơn giản vậy thôi. Điền đang làm việc ở quận 9. Thôi. 28 tuổi hả? Em có điểm mạnh điểm yếu gì Điền? Và điểm mạnh của em thì nó chơi được mấy môn thể thao, biết à. Chăm sóc cho bạn nữ. Chăm sóc bạn nữ luôn hả? Chăm sóc luôn. Được không? Nào giờ được. Chăm sóc mấy người rồi? Chăm sóc bao nhiêu người rồi mà dám nói là biết chăm sóc bạn nữ? Biết chăm sóc bạn nữ tôi luôn qua đó. Tôi coi coi. Biết chăm sóc chứ. Kìa. Nói mà đi kìa, nói mà mối đó. Sao chị Ngọc Lan? Hồi hộp bây giờ nói em. Không nên lời luôn á. Dạ. Bắt tay cái coi nè, dạ. Cho hết rung nè. Đỡ run chưa? Dạ, đỡ. Chắc run thêm á. Chắc đi làm sao. Run thêm hay là đỡ run? Đỡ hả chị? Rồi ok. Nào giờ chăm sóc bao nhiêu cô bạn gái rồi? Chắc hai. Hai. Hai là hai, còn một là một. Hai chị. Chắc hai. Hai à. Chăm sóc gì? Chăm sóc bạn gái gì chăm nè. Chăm sóc làm sao? Ừ. Thì đơn giản thì... Làm gì?
mấy chuyện nhỏ nhặt đơn giản là hiểu cái cảm quan tâm nhiều cảm xúc cho bạn nữ. À, rồi chăm sóc được cái gì cụ thể cho bạn nữ? Nấu ăn đồ cho người ta ăn không? À, chắc nấu cũng được. Nấu ăn. Có nấu ăn cho bạn. Rồi gì trứng nữa? Bảy món. Trứng bảy món. Cái gì? Trứng bảy món. Trứng bảy món hả? Dạ. Làm cho bạn nữ ăn hả? Dạ đúng rồi. Làm món gì với món gì trời? À, trứng bảy món trứng. Trứng chiên nè, trứng luộc nè. Xào gì đó. Trứng xào nè, ốp la nè, hấp nè. Đúng không? Dạ. Trứng gì nữa? Ông nói cho tôi bảy món tôi nghe coi được cái coi. Cho nhỏ ăn trứng riết bởi nhỏ bỏ hấp đúng nè. Rồi. À. Cắt thủy trứng, nướng, chiên. Gì nữa? Gì ra bảy món cho tôi coi. Chưa có suy nghĩ ra nó nói cho nó đẹp vậy thôi. Trời đất ơi. Thấy chưa? Rồi, coi như có chiên trứng cho phụ nữ ăn không á. Nói chung là nghe sơ sơ là biết chắc là nấu ăn được đúng không? Ừ. Dạ. Đó, là ưu điểm đó. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì ít nói, ngại giao tiếp với đám đông. Vì cái tôi của em nó cao. Giống như trong mối quan hệ mà bạn nữ bạn dặn em một cái thứ gì đó mà em hỏi mà bạn không trả lời là em nghỉ hỏi luôn. Sao quê luôn hả? Em nghỉ hỏi luôn, giống như hai ba bữa nữa mà không em hỏi nữa mà không trả lời nữa thì em cũng nghỉ hỏi luôn đó. Trời đất quỷ thần ơi. Thì cái tôi nó hơi cao cái gì? Cái tôi hơi cao hả? Tôi dạ. Hơi cao luôn á. Giờ cái tôi thấp lại chưa? Dạ cái tôi thì cũng đỡ rồi đó chị. Dạ cũng đỡ rồi đúng không? Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Hai mối tình đúng không? Dạ đúng rồi, em hai mối tình. Rồi là cho người ta ăn trứng riết mà chia tay hả? Dạ. Hay sao? Dạ nó... Thì mối tình đầu của em thì quen ở trong chỗ làm luôn. Ừ. Dạ thì bắt đầu tình cảm thì nó lúc đó cũng còn hơi nhỏ tuổi. Thì cái sự nghiệp đi làm của em thì nó bấp bênh với bạn kia, bạn đổi công tác đi chỉ làm chỗ khác thì hai bạn xa nhau thì nó chia tay luôn. Chia tay luôn. Bạn nó cũng quê ở Đà Lạt. Rồi mối thứ hai. Mối thứ hai bạn nó cũng quê Đà Lạt luôn. Cũng làm chung thì mối quan dạ thì nó cũng y gan như vậy đó. Nhưng cũng đổi công tác. Dạ. Đổi công tác là chia tay. Dạ, giống như yêu xa nó. Hỏi nhà gái quê ở đâu rồi? Đừng nói tôi Đà Lạt nữa nha. Nãy em nói em quê Bình em ở Bình Thuận. Bình Thuận. Ở Bình Thuận. Yeah. Bình Thuận. Người ta đi xuống biển rồi. Đỡ. Không có trên núi. Nghe Đà Lạt nữa tôi mệt rồi đó. Nhưng mà bây giờ là em làm cố định ở chỗ đó chưa? Dạ là chưa ạ. Chưa hả? Mà tôi sợ không có cố định rồi thay đổi rồi cũng thay đổi như kia nữa. Rồi giờ sao? Giờ công việc sao? Dạ công việc nó bây giờ thì nó em làm đây là em làm đỡ thôi. Làm đỡ thôi đúng không? Dạ đúng rồi, em giờ muốn... em đang hướng tới cái nghề nghiệp gì? Bartender lại ạ. À. Bartender là lấy pha cái ly thảy qua thảy lại. Nó có nhiều lên rồi pha à. Nước đó đúng không? Nó cũng dặn nó cũng nhiều thứ lắm mà em làm chiên về rượu thôi. Em nhưng không mà có làm chắc... bartender là bữa tối sẽ bận nhiều đó. Đúng rồi đó. Tối cuối tuần là sẽ bận đúng không? Rồi dạ, sao đi chơi bạn gái rồi sao chăm sóc người ta? Thứ hai thứ ba còn nhiều ngày mà chứ. Ví dụ lỡ giờ người ta chỉ rảnh thứ bảy chủ nhật rồi sao? Thì giống như mình bù lại sao cũng được. Ừ. Giống như một tháng mình bù một ngày cũng được. Kêu bạn vô bạn ngồi nghe cái giống như mình dặn bạn đi lên La Mát 81 ăn buffet hay ăn cái gì đó chứ. Ngon á. Ôi ngon. Tôi chưa dám chứ dẫn bạn gái tôi đi lên 81 đó. Bạn gái là ai? Gái nhà. À. Mấy em chưa tôi gọi hồi bấm hồi gọi hỏi chị Thảo liền á. Được rồi, nói chung là bên nhà trai tôi là lý lịch sơ sơ vậy đó, được không? Cũng được. Ừ. Giờ qua hỏi nhà gái coi. Qua nhà trai tôi hoài, thấy nhà trai tôi hiền, cứ qua tấn công hoài. Bây giờ mình nói ưu điểm, khuyết điểm của mình cho mọi người nghe nè em. Dạ, ưu điểm của em là biết quan tâm giúp đỡ người khác. Ừ. Chia sẻ với người khác. Còn nhược điểm của em là ít nói. Ít nói với lại nhạy cảm á chị. Nhạy cảm lắm hả? Nhạy cảm. Tức là khi mà người ta làm một cái hành động gì đó mình cũng tự suy nghĩ ra là dạ. Cái điều đó làm cho mình buồn. Dạ đúng rồi. À không, cái đó mệt lắm á. Dạ đúng rồi. Cái đó nó là bệnh đó em. Bệnh luôn. Chị cũng bệnh giống vậy đó. Bữa nay chị bỏ bớt rồi. Ta gọi là suy diễn đó. Là mệt vậy, lắm nha. Vậy là mình tự làm mình mệt thôi. Ừ. Dạ. Tự làm mình mệt thôi. Dạ. Rồi bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì mới đi tìm hiểu được một lần thôi, rồi không được rồi chia tay luôn. Tìm hiểu có một lần một cũng được chia tay luôn hả? Dạ. Lâu chưa? Năm rồi. Chắc à, năm rồi. Rồi giờ là có sẵn sàng để chuẩn bị một cái cuộc tình mới chưa? Dạ có, sẵn sàng tìm bạn mới chứ. À rồi. Sẵn sàng ha. Vậy mình nói luôn tiêu chí tìm bạn của mình đi. Bạn của em hả? Chắc quan điểm của em là lớn hơn em hoặc bằng em thôi. À. Em rồi. Nhiêu mấy tuổi? Em 30 tuổi rồi anh ơi. 30 bên đây nhiêu? 28. 28.
Tôi thấy không sao. Gái lo lắng quá. Lớn hai gái hơn hai nhiều trai hơn một. Hơn một, đúng rồi. Ừ. Được không em gái? Anh để coi tiếp đã. Đúng, thật ra tuổi tác nó không quan trọng, mình mong muốn như vậy thôi, nhưng mà biết đâu mình gặp nhau nó lại rất là hợp đúng thì rồi, sao? Cái duyên đó. Dạ. Đúng không? Rồi gì nữa? Đừng gia trưởng quá. Nói như bạn kia cái tôi cao quá là chắc không được. Không, ta bỏ rồi, cái tôi bây giờ lùn lắm. Cái tôi bây giờ lùn lắm. Bạn này không có gia trưởng nó khác, gia trưởng nó là nha. Bắt phải làm theo ABCD hết. Dạ. Còn bạn này hỏi được không? Cái im luôn, bạn đi luôn. Đi luôn cái mấy ngày sau không nói gì bạn đi luôn đó. Bạn giờ hỏi được không? Không được, bạn đi luôn. Đi luôn cho đi luôn. Bây giờ đỡ rồi ha. Dạ. Ừ. Rồi biết quan tâm chia sẻ với mình. Rồi chung tình. Vậy thôi, em đơn giản vậy. Đơn giản thôi ha. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng cao ráo này kia. Cao. Giống ai không? Cao không, mỗi người em nghĩ quan điểm của em là mỗi người mỗi khác cho nên không có bắt buộc người ta giống người nào đó được. Rồi. Mình chỉ coi bằng cái cảm xúc cảm nhận của mình, người đó được với mình là ok rồi. Tiêu chí đưa ra mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm anh trai Điền? Có được 70%. 70% hả? Dạ. Ủa vậy còn 30% còn lại là điều gì? Thì em nghĩ nó vậy thôi à chị. Em ướm ướm vậy hả? Dạ. Ướm thôi. Chứ còn cái tôi hỏi không được, tôi đi à. Không, như vậy là cái tôi là bây giờ bữa nay là lùn xuống rồi, cho nên là tự nhận là mình chỉ 70% thôi là được đó. Nhưng mà cố gắng hỏi không được thì cố gắng hỏi nữa. Dạ đúng rồi. Hỏi cho bằng được nha. Dạ. Nhưng mà tôi hỏi không được tôi đi à là mệt lắm à. Hỏi 2-3 lần tôi đi luôn là cũng mệt lắm đó thiệt mà. Đúng không? Em không thích điều gì phụ nữ nè Điền? Phụ nữ em không thích đâu. Hơi cằn nhằn. Cằn nhằn. Không thích cũng không được em ơi. Chuyện đó là bản năng rồi. Bản năng của người ta rồi. Không có được đâu, kinh nghiệm của anh thì chuyện nó không thể không thích được. Rồi cuối cùng em cũng sẽ thích thôi. Phải chấp nhận cuộc sống. Chấp nhận cuộc sống thôi. Cằn nhằn nó có gì đó nó thú như vị lắm. Thú vị lắm em. Cằn nhằn là một cái gì đó không có nó mình cũng nhớ lắm em. Em coi đó như là những cái nốt nhạc vậy, lúc trầm lúc bổng. Em thưởng thức nó. Xem như cằn nhằn đó là gia vị của tình yêu đi em. Như bản giao hưởng. Rồi gì nữa? Không chắc thích cằn nhằn nữa, gì nữa? Vậy thôi, không thích vậy thôi đó. Vậy thôi hả? Dạ. Mà các em không thích là luôn luôn có nha. Thôi, ok. Giờ mình hỏi người thân đi. Dạ. Đi. Đây, bạn gái đi với ai cơ? Dạ, em đi với mẹ. Đó. Với mẹ em đó. Chào cô, chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh, tất cả khán giả và chào Ngọc Lan. Dạ. Dạ. Cô thấy nhà bạn trai có thể là con rể tương lai của mình thế nào? Cái đó là do con gái thôi, chứ mình thì cũng không có đòi hỏi lắm. Bây giờ ngồi á, thấy cậu này sao dễ thương, có hợp với mình hay không? Thấy có hợp với con gái mình hay không? Thái thì nó, mình Thái thôi chứ còn con gái là chủ yếu. Cô thấy sao nãy giờ, cô thấy sao, cô nói cứ như mình suy nghĩ. Thái đi. Thì cũng vui, vui tính. Cũng vui ha? Thấy vui á. À, con rể này về nhà chắc vui lắm á. Rộn ràng á cô vui. Rồi là quyền à, quyền của con gái. Còn mình đến đây là để coi con gái thôi, nó tìm hiểu thì nó có cơ hội thì để nó tìm hiểu. Đó giờ mình... con gái có dẫn bạn trai về nhà chưa? Chưa. Chưa hả? Có quen ở ngoài cái rồi thôi cũng không đi, đi đau luôn, rủ đi đau cũng không đi luôn. À dạ. Nó nhát lắm. Nhát. Từ giờ nó nhát lắm. Hy vọng cái nhà cứ sáng dẫn. Đi làm sớm, chiều về tối ngủ chứ không có đi đau luôn. Sao con mong muốn con gái chừng nào lấy chồng? Thì mong bây giờ là lấy tuổi là lấy chồng được rồi đó. Được rồi ha. Nhưng mà không làm biết gì đó là cái duyên nó tới thì mình chịu thôi, chứ mình mẹ cũng không có mong điều kiện gì ở con, nó quá khó. Coi như con gái chọn chàng rể nào là cô chọn người đó. Đúng rồi, mình cũng không có khó. Miễn sao nó sống hạnh phúc là được rồi. Dạ. Tuyệt vời. Cảm ơn cô. Dạ. Điền đi với ai Điền? Đi với em gái à. Em gái hả? Chào em. Dạ. Em ruột hả Điền? Dạ em họ. À. Dạ. Em để cái micro phía trong á giùm. Dạ. Đúng rồi. Dạ em chào. Rồi em thấy sao? Bạn gái bên kia sao? Em thấy chị này hiền, dễ thương, nói chuyện dịu dàng. Cái tính anh em á thì cũng nói chung thì cũng chững chạc, không chịu làm lắm, chịu lo gia đình. Nhưng mà có một cái là thì anh cũng giống như anh nói vậy, anh cũng ít nói lắm. Ở nhà này kia nói chung là ít nói, nói chung là không ai nói gì đó thì anh cũng ít nói chuyện nhau. Nên là chị này thì cũng ít nói. Ít nói luôn. Dạ. Anh hỏi câu trước câu sau anh đi rồi đúng không? Mà giờ thì ổn rồi, bây giờ vui vẻ lắm anh.
Dạ, tính anh bây giờ vui vẻ, dễ nói chuyện. Em thấy anh em với người đó hợp không? Nếu được thì có thể là tìm hiểu trước. Chứ mình cũng nói là tính cách thì chị này thì em thấy ổn á. Nhưng mà nói chung thì cho hai anh chị tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình tiến tới cũng được. Rồi. Không được rút lui hả? Không được im luôn ha. Dạ thôi, có gì mình cũng có tìm hiểu mà chị. Rồi, cảm ơn em. Thôi để giờ mở rào cho hai người tìm hiểu nha. Mở rào. Mở rào. Rồi chị coi đẹp không? Đừng có rung nha Điền, nào thoải mái lên. Đứng bước qua luôn. Liền nha. Em ngồi tấn công liền luôn. Nói lớn lên. Bắt đầu. Rồi. Tấn công. Rồi đứng lại. Chờ em cũng quà tặng. Cảm ơn. Cô đứng đây đúng không? Mở ra mở hoài đó có gì đó. Em làm gì cái quần mấy? Em làm gì ở quần bảy. Chân này xinh chạy quá. Vô duyên, chị cái gì mà chị? Kêu người ta là em. Dạ kêu em cho tình có tình cảm. Đúng rồi. Dạ. Kêu chị luôn gì? Hả? Chân vững. Ở quần 8. Ở quần 8 hả? Em thì đang sinh sống làm gì ở quần 9. Em nào? Em nào? Dạ, lạ nữa. Anh, nói lại. Dạ, anh đang sinh sống làm gì ở quần 9. Thì thường tối em đi làm gì là em làm văn phòng là làm gì giờ anh chính luôn. Đúng rồi. Thì em thường tối về mình thường đi chơi hay là mình về nhà mình ở nhà luôn. Về đa phần là ở nhà, còn lâu lâu đi chơi với gia đình thôi. Dạ, quận 8 là em ở, em làm ở quận 8 mà sống ở quận 8 luôn. Làm ở quận 8 nhưng sống ở quận 7. Làm ở quận 8 sống ở quận 7. Được không? Được ha. Dạ. Bây giờ hả? Hồi hộp quá hả? Hát bài tặng. Em hát không được á. Em không có năng khiếu hát. Sao? Hồi nãy cái anh kia cũng không có năng khiếu nhưng mà anh hát rất là dễ thương. Hát đại gì đó. Anh hát cái chị đó bấm thoải mái, đúng rồi. Hát gì thôi, em gái hát trước đi nào. Hát gì cho nó thoải mái cái nào. Em không có hát được. Không có ai hát được luôn không hả? Không hát được luôn. Trời đất ơi. Hai người này về ở với nhau chắc buồn chết không ai hát được chứ không trời. Mướn người lại hát. Mướn tôi nè. Thôi. Mướn tôi rồi tôi lại tôi hát. Thôi hai hai bạn về ghế ngồi đi, ta trò chuyện nào. Để quà đây. Đó. Gặp nhau mình cảm nhận về nhau thế nào? Nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện đi. Thì cảm nhận bạn gái thì dễ thương. Hồi học quá nói gì vậy ta. Em cũng phát biểu gì thì nó là con trai mà không có chủ động trước thì nó cũng hơi bị gục ghè thì nó thì giờ nó lên đây nó rung quá thì sao nói giờ từ từ hết rung nói tiếp. Giờ em tiếp anh vài câu đi. Rồi vậy thôi bạn gái nói trước nè. Theo như mới nhìn á thì thấy cũng dễ nhìn. Còn cái vấn đề mà theo quan điểm mà tìm người bạn bạn để chia sẻ này nọ thì mình nghĩ không có hợp với cái quan điểm của mình á. Dạ. Là mình là muốn là người bạn đó bằng hoặc là hơn tuổi mình. Còn cái thứ hai nữa là có cái đừng như bạn nói là cái tôi bạn quá lớn á, mình sợ sẽ khó mà mình hợp nhau được về vấn đề đó. Dạ, cái tôi của anh thì nó không có phải là giống như mình hỏi cái gì bạn gái bạn dặn mà mình hỏi hoài mà bạn gái không trả lời. Thật chắc không trả lời mình cũng đâu biết là dặn về cái gì đâu mà mình làm cho bạn đó vui lại. Vì mình mà bạn phải hỏi bạn đó chứ. Nếu mà bạn muốn tìm hiểu bạn đó và mình phải hỏi, mình là con trai mà, mình phải mạnh dạn lên, mình phải hỏi có vấn đề gì như thế nào người ta mới nói cho bạn biết chứ bạn cứ làm lơ bạn kia. Bạn giận tôi cho bạn giận luôn. Tại nó hỏi một hai lần hay ba lần gì rồi mà không nói lại cái chưa gì hết gây lộn. Tranh luận thôi. Tranh luận hơi sôi nổi thôi. Hả? Tức là bây giờ là mình thay đổi đi, hỏi chừng nào cho ra lẽ thôi. Không lẽ mình với lại bạn gái không lẽ mình hỏi ba lần không trả lời đúng không? Dạ, phải đúng trả rồi. Lời cho mình chứ là tại sao lại giận mình này kia đúng không? Đó, còn bây giờ nếu hỏi ba lần không ấy thì về nhắn tin. Dạ. Nhắn Facebook. Giống nhắn Zalo. Giống như tình yêu thì nó cảm nhận của anh đó, tình yêu thì nó phải có một chút xíu gọi là mạo hiểm. Mình đặt cược vô nó. Thì nó giống như mình bấm nút mình chấp nhận nó rồi thì mình phải chấp nhận đi chung sự mạo hiểm đó luôn. Giống như mình đánh cược chứ. Đánh cược luôn hả? Tình yêu đánh cược tình yêu luôn á. Đúng rồi, phải mạo hiểm. Mạo hiểm. Yêu coi như là yêu bất gọi chấp là luôn.
bất chấp luôn, đã yêu là không sợ gì hết á. Tôi hiểu ý của bạn trai, tức ở đây là bạn trai mong muốn cho một cái cơ hội. Tuy là cái cơ hội này nó có hơi mạo hiểm một chút thiệt, nhưng mà vẫn mong muốn, đúng không? Ý đúng em rồi. Là vậy đúng không? Đúng rồi. Nó nói không có rõ ý rồi bên đây người ta hiểu sai ý nữa. Bây giờ hỏi đi, bây giờ em muốn hẹn hò ở đâu? Một tuần mấy lần? Thì em muốn hẹn hò ở đâu? Thường chắc đi dạo hả? Đi dạo? Thì tự nhiên hỏi xong đặt luôn đi dạo luôn là sao? Thì em nghĩ vậy luôn rồi đó. Chả bạn hỏi có bạn gái trả lời đâu rồi nhớ, hỏi muốn hẹn ở đâu đi dạo nhé. Mình ta thích là đi coi phim hay đi ăn tối hay đi cà phê. Nếu có thể bấm nút thì gì, từ từ mình tìm hiểu sau. Mình phải hỏi cái sở thích của bạn gái. Phải hỏi cho người ta biết được, mình biết được hiểu không? Thường em thích hẹn hò, em thích đi xem đâu? Như xem phim nè, rồi đi chỗ mấy khu vui chơi. Rồi đôi lúc thì muốn tĩnh lặng lãng mạn tí lại đi quán cà phê. Em thích đi phượt không? Đi xa? Đi xa hả? Có. Anh thường thích đi đâu? Đi Đà Lạt. Giống anh đó. Anh thích. Vô anh đó. Thì anh thích Đà Lạt. Giống như Đà Lạt thiếu một cái gì đó, cái cảm xúc ở đó. Anh thì thích giống như buồn cái gì hay là bị chết nặng thì cứ thích lên Đà Lạt. Vẫn thích đi một mình lên Đà Lạt. Nó cảm giác nó xả chết, nó hết buồn phiền trong cuộc sống. Cái gì thích đi mình hả? À, đúng rồi, lúc ở mình thì mình đi mình chứ. Lúc có bạn này nữa hơn là bạn gái mình thì mình đi hai mình. Hết hồn. Tự nhiên đang rủ người ta đi chơi cái kêu anh thích đi Đà Lạt mà anh thích đi mình. Rồi hỏi, bây giờ một tuần anh có thể tới cho em mấy lần? Một tuần thì anh có thể tới cho em mấy lần? Thì cuối tuần là được rồi. Rồi hằng ngày hỏi thăm này nọ là ổn rồi. Không có nhất thiết phải ngày nào cũng gặp. Đúng rồi, mình yêu thì tình yêu thì nó bình thường thôi. Bình thường mà nó bền lâu chứ gấp quá thì nó cũng không có dễ tan lắm. Rồi khoảng bao lâu thì em có thể dự định kết hôn? Khoảng bao lâu em dự định kết hôn? Quan niệm của mình là khi nào tìm hiểu đúng người, mình gặp đúng người, mình sẽ tiến tới chuyện lâu dài luôn. Chứ không phải là muốn nhìn cái là tiến tới luôn không được. Sau này mình không hạnh phúc rồi này nọ, nó cũng khổ cho hai bên. Đối với mình chỉ là càng gặp đúng người thôi. Đúng rồi. Thời gian thì nó không quan trọng lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Về quan điểm con trai con gái thì em thích con trai con gái, cái đầu lòng. Còn giống như quan điểm của con thì em thích con trai hay con gái? Trai gái gì cũng là con mình thích hết. Mà anh nghĩ chắc con gái vậy đó. Chứ là em thích con gái đúng không? À đúng rồi. Ừ đó, bạn trai thích con gái. Dạ. Nếu bây giờ bạn gái, vợ mình mà đẻ hoài không ra con gái thì sao? Thì thôi chứ sao. Đẻ giống... nhà nước kêu đẻ có hai người, hai đứa thôi thì đẻ hai đứa thôi. Được. Thích. Đó, rõ ràng vậy. Rõ ràng chứ nhiều ông là cứ bắt đẻ hoài luôn, đẻ chừng nào mà có con gái thì thôi. Tội phụ nữ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai người lấy nhau về thì mình ở đâu, nói cho bạn gái biết đi, tương lai mình dự định thế nào, lấy vợ mình ở đâu, mình làm gì để nuôi vợ nuôi con, nói cho bạn gái biết đi. Thì nếu có cơ hội thì tìm hiểu về sao mình đến hôn nhân thì mình sống ở Sài Gòn, thì anh thì sẽ làm lại công việc cũ là pha chế. Thật chắc thì vợ con thì anh lo chắc không có, cũng ok. Cũng ok hả? Dạ. Bây giờ có nhà cửa có chưa? Dạ nhà cửa thì chưa có, dưới quê có chứ trên đây là ở trọ. Rồi chừng nào, rồi nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn rồi ở đâu? Thì tùy bạn gái thôi, em thì chỗ ý nào? Là bây giờ nếu như mà em quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn thì khi nào em mới mua được cái nhà nè? Sài Gòn mua nhà hả? Chắc 3 năm quá. Nhưng phấn đấu là 3 năm. Có dự tính rồi. Có hướng rồi. Mà trước tiên là em làm có tiền em mở lại quán cà phê đó. Tại vì cái nó đam mê của em nó nằm ở đó. Rồi. Đấy. Có chí hướng mở quán cà phê nữa. Thành hiện cái ngành của em nó đó rồi 3 năm đó, trong vòng 3 năm thì sẽ xây dựng được cái tổ ấm. Thì bạn gái thấy thì sao? Quê điền là ở đâu? Quê em ở Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc. Quê anh bùa nhiều lắm. Cái gì? Nó Châu Đốc quê anh bùa nhiều lắm. Bùa hả? Dạ. Bùa nếu... yêu đó hả? Đúng rồi chị. Em không yêu thì anh bỏ bùa cho yêu. Dạ rồi xuống dưới đó bị dính bùa là chết ha. Vậy sao không đem gái bùa yêu lên đây?
thôi. Sao? Hai bạn những cái quan điểm của Điền như vậy đó em thấy như thế nào, có phù hợp với mình không? Em có mong muốn gì không? Có con trai mà có cái định hướng về nghề nghiệp như vậy là ok, em nghĩ là vậy. Có ý nghĩ là có tự lập mà muốn tạo dựng sự nghiệp riêng, em thấy nó ok. Nãy giờ bạn trai nói như vậy đó, em tin tưởng vào bao nhiêu phần trăm và em thấy ở con người như thế nào, em cảm nhận người đàn ông này như thế nào? Em nhìn nè, chỉ có 50% thôi. Còn 50% còn lại là nó nằm ở cái điều gì? 50% sao em ngại về tuổi tác quá chị ơi. Không có sao đâu. Thật ra tuổi tác không quan trọng ở đây. Quan trọng là hai em có đồng quan điểm và có thấy hợp lý với nhau sau khi nói chuyện nãy giờ không? Dạ. Bạn trai nãy giờ kêu bằng em thoải mái rồi đúng không bạn trai? Dạ đúng rồi. Em thấy người phụ nữ ngồi phía trước em như thế nào? Cảm nhận thế nào? Thì nó hiền dễ thương. Em có thấy thích không? Em thì cũng thích mà phải phần nữ em phải giữ xíu nó mới được. Sao mình thích mà lại giữ là sao? Giữ nó mới kìm em lại được. À, hiền quá không kìm em được hả? Dạ đúng rồi, hiền quá không có kìm em được. Giữ cỡ chị được chưa? Chị là quá dữ. Nên là phải hiền hơn chị một chút đúng không? Dạ hiền chị chút và phải giữ chút xíu. Dạ. Bây giờ này người ta chưa tin tưởng ở mình lắm, thì mình làm cái điều gì đó, mình nói cái điều gì đó, mình thể hiện cái điều gì đó để thuyết phục được người ta, để làm cho người ta tin tưởng mình đi. Thường là người ta sợ nhỏ tuổi hơn là bởi vì người ta sợ lăng nhăng đồ này nọ đó, trẻ chắc hơn trên, thì lăng nhăng nhỏ đó. Tuổi lớn tuổi thì nó không quan trọng, đúng người thôi, thời điểm nó cũng không quan trọng nữa. Thường nó đúng người sai thời điểm thì nói gì người ta thuyết phục người ta, nó gọi là tiếc nói, nhưng thật chắc là đúng người thôi. Cái thời điểm nó không có quan trọng luôn, thì cái thời điểm mình không có cần biết lúc nào là thời điểm đúng để cho mình yêu. Đúng để rồi. Mình gặp duyên nó đến thì mình cứ nhận thôi. Đó, duyên mình đến là đúng người. Yêu đó. Thì mình giống như mình chọn duyên nó đến thì có cơ hội thì mình muốn yêu thì mình chọn. Mình đã chọn rồi thì mình phải chấp nhận. Chấp nhận. Quan điểm về hôn nhân gia đình của Điền thế nào, nói cho bạn gái nghe đi. Quan điểm hôn nhân thì đơn giản là sống tự lập á, muốn vợ chồng ra sống tự lập. Em sẽ chăm sóc sao? Em sẽ chăm sóc một gia đình riêng của mình như thế nào? Thì em chỉ nghĩ chăm sóc bằng nữ thôi, chưa cứ nghĩ chăm sóc con. Chăm sóc bằng nữ. Dạ đúng rồi. Bạn nữ có thỏa mãn với sự chăm sóc của em không? Thì cái đó về chăm sóc mới biết chứ. Nhưng mà hồi đó thì nó cũng ok. Cũng ok. Thì cái cảm nghĩ, suy nghĩ của bạn gái thì em giống cảm nhận nhiều. Như thế này là Điền, tại vì á, bạn nữ của chúng ta là 30 tuổi rồi. Dạ. Một cái tuổi nó không còn trẻ. Dạ. Để mà có thể mạo hiểm như lúc đầu em nói nữa. Dạ. Cho nên ở đây chị hiểu được tâm lý của bạn nữ là cần một cái điều gì đó nó chắc chắn hơn một tí. Đúng rồi. Mà em thì đang bị cái là em cũng chưa có chuẩn bị được cho mình một cái gọi là một cái hành trang cho một cái gia đình. Dạ, đúng có rồi. Thể là cái dự tính của em về cái chuyện là an cư á, cái chuyện mua nhà mua cửa ở Sài Gòn thì trong vòng 3 năm nữa, nhưng em chưa có cái suy nghĩ hay là những cái tính toán cho cái việc em phải chăm sóc cho một gia đình nó như thế nào. Dạ, đó thì cho nên là chị nghĩ em cần phải rõ ràng trong cái việc đó để em thuyết phục được bạn nữ, chứ ở đây là chị thấy là bạn nữ đang lo lắng về cái vấn đề đó. Cái sự chững chạc của em á, chưa có, chị chưa thấy ở trong cái buổi nói chuyện này. Rồi tôi nói xong cái im luôn. Chị nói hay quá vậy, mới nói gì vậy? Tức là bây giờ em sẽ nói là nếu như, ví dụ em nên đặt trường hợp em có vợ, một vợ, một con nè. Đó, em sẽ chăm sóc gia đình của em như thế nào? Thật chắc thì nói đẻ rồi thì em mới biết chứ. Câu chuyện của người ta thì thật chắc cũng mãi là một cái câu chuyện của cặp vợ chồng đó, đẻ đứa con đó nuôi như vậy thôi. Giống như mình đến với nhau và đẻ ra đứa con thì tự hai vợ chồng chia sẻ, chăm sóc, quan tâm thì nó sẽ khác hơn. Quan điểm của anh là như vậy. Anh thì cần một người đồng hành với anh, đơn giản thôi. Tức là Điền chưa bao giờ hình dung ra một cái gia đình trong tương lai thế nào? Chưa hình dung được. Thành ra là dạ, Điền chưa. Tiền chỉ tập trung vào việc kiếm tiền để lo dạ, sự nghiệp thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Và chỉ có yêu sơ sơ một vài mối tình nhỏ nhỏ thôi. Và đây là một lần chúng ta gặp gỡ nhau nó đi sâu hơn nữa dạ. Về gia đình. Bởi vì chúng ta đang yêu thì yêu nhưng mà vẫn hướng về gia đình. Gia đình là cái nơi để chúng ta
đi về để chúng ta quan tâm, để chúng ta chia sẻ, để chúng ta yêu thương gia đình, để chúng ta chăm sóc không chỉ có vợ chúng ta mà con chúng ta nữa. Phải lo cho mẹ tròn con vuông, phải lo cho người phụ nữ và đứa con gia đình làm sao để đừng có buồn chúng ta, thí dụ như thế. Đó là những điều mà chúng ta hướng tới để cho người phụ nữ họ yên tâm hơn khi mà họ đến với mình. Đại khái vậy Điền ha. Dạ. Đó, nói về để Điền cảm nhận là gì? Gia đình thế nào, gia đình rất quan trọng với chúng ta đó ha. Bây giờ yêu đương thì có thể yêu ở đâu cũng được này kia, nhưng đã là gia đình thì chúng ta phải có một cái điểm tựa nào đó, và chính người đàn ông là điểm tựa của gia đình. Ha. Thì không, gia đình thì giống như có trách nhiệm thôi, giống như một việc mình muốn làm mà mình không thể làm được, nó gọi là số phận, mà công việc mình không muốn làm mà mình buộc phải làm, nó gọi là trách nhiệm, thì không, từ từ như vậy. Rồi bây giờ quan điểm về chuyện là kinh tế ở trong gia đình nè, ai sẽ là người giữ tiền nè? Chắc vợ rồi. Vợ giữ. Vợ giữ. Em nghĩ sao về này? Kinh tế của hai vợ chồng? Thì thường thường thấy là phụ nữ hay giữ về tài chính, cho nên em phải không giữ một chút xíu nữa chứ biểu về lấy lại hết. Nó thiệt. Ủa, nếu mà lấy nhà phải giữ giữ lên chút xíu nên mới giữ được tiền chứ em biểu gì sao em giữ? Phải là dành luôn á hả? Không phải, nó không có dành nữa, giống không, như ý phải... là bạn này cần một cái người phụ nữ phải mạnh mẽ, phải hơi cá tính một chút xíu thì mới có thể trói được bạn này lại, mới kìm được bạn này lại. Đây cũng là một con ngựa rất là chứng nè, đúng không? Dạ, nó tự tự như vậy. Thật ra quan điểm bạn này rất là rõ ràng. Bạn này biết được cái tính của mình và biết được cái điểm yếu của mình, cho nên là cần một cái người để có thể là hỗ trợ cho bạn để khắc phục những cái yếu điểm của bạn. Thật ra bạn gái bên kia rất là hiền. Hiền. Bạn gái hiền. Hiền chắc không giữ được bạn này đâu. Chắc cũng không có gọi là giữ, cố gắng giữ bằng mọi giá bằng này đâu. Mình không có giống như thể hiện được cái bản lĩnh của mình đâu. Anh nghĩ rằng là bạn trai là khó. Cỡ Ngọc Lan thì mới quà mai giữ chân được cậu này. Tại em nghĩ là ví dụ như hai người đến với nhau mà thật lòng với nhau thì người này nghĩ như người kia nghĩ cho nghĩ qua nghĩ lại, chia sẻ quan tâm, thì đâu có nhất thiết là mình phải giữ người ta hay là người ta giữ mình. Không phải là giữ, ở đây là sao ta? Có thể không phải, nó giống như nó không phải gọi là giữ hai người đó, bắt đầu một mối quan hệ anh rất là tôn trọng cái mối quan hệ. Anh sẽ đặt hết cái cảm xúc và bước vô cuộc đời của một người phụ nữ, một người con gái là anh sẽ rất là tôn trọng bạn tất cả. Giống như nhiều lúc cái trong cuộc sống hay là nó trong việc làm, nhiều lúc nó có giống như nó có buông lỏng một chút xíu thì anh càng hoàng ngữ đó, biết nắm cái đầu anh lại. Chị hiểu em rất là hiểu em. Tức là một người phụ nữ phải cá tính, phải bản lĩnh á, leo lái giống như được Ngọc Lan rồi đó, giống chị Ngọc Lan vậy đó. Thì người... mới trói được chân bạn này thôi. Thôi trói không phải trói, nó giống như kìm lại thôi. Kìm thôi. Lèo lái được cái con thuyền gia đình. Bạn này cần một cái người phụ nữ đúng như rồi. Vậy. Tại vì nếu mà bạn này mà lèo lái con thuyền gia đình thì có thể là cái con thuyền đó nó sẽ đi, nó hơi bấp bênh một chút xíu. Thật ra anh thấy rằng là cái mối tương hỗ với hai bạn này nó không có. Nó không có. Thật ra là mỗi bên có một cái cá tính khác nhau mà nó không thể hỗ trợ đúng cho rồi. Nhau. Hai bạn là hai tính cách khác nhau hết á, hai cá thể khác hai nhau cá thể luôn. Nhau và không có bên nào hỗ trợ bên nào được hết trơn á. Bên kia thì quá hiền luôn, bên đây thì một cái cá tính cũng mạnh mẽ, cần một người giữ bản lĩnh hơn, gọi là cá tính hơn thì mới nắm được cái cương của bạn này. Đơn giản là như vậy thôi. Thôi chúng ta đã phân tích đến điều đó rồi. Tùy các bạn thôi. Nào rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn, để tay vào nút bấm, để tay bên tay trái kia kìa. Bấm hay không đó là quyền quyết định của hai bạn, sau những cái sự tư vấn của ông Mai bà mối và những cái lời mà các bạn trò chuyện với nhau, các bạn có thể nhắm mắt lại và cảm nhận lại về tất cả. Thích thì bấm thôi. Dạ em phải bấm rồi. Đúng rồi, đàn ông mà. Sau 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Dĩ nhiên không có chương trình nào mà chúng tôi bắt các bạn phải bấm cả. Thật ra có chương trình chúng tôi khuyên các bạn không bấm. Và ngay chương trình này, chính cặp đôi này, chúng tôi cũng muốn các bạn không nên bấm. Bởi các bạn không có hợp nhau. Và khó có thể hòa hợp với nhau, cần một thời gian rất dài luôn. Và cần phải một cái người nào đó mai mối đi theo các bạn.
Thật ra nếu mà hai cặp, hai bạn này mà gặp nhau thì cũng rất là ok luôn á. Hai bạn này nếu cần phải có thời gian. Đúng là có thời gian. Cần phải có thời gian và cần phải có những người chung quanh để tư vấn cho hai bạn nhiều hơn thì được. Nhưng mà ở trên đây chúng ta lại không có nhiều thời gian cho việc đó. Rất là chia sẻ với em về cái việc này, chị biết là em rất là mong muốn cho mình một cái cơ hội, một cái sự mạo hiểm giống như em nói vậy đó. Để mà tìm hiểu một cái người bạn gái. Và chị hy vọng là cái điều đó nó sẽ xảy ra ở tương lai. Biết đâu em bước xuống dưới đó ở ngoài kia rất là nhiều cô gái rất là thích em thì sao? Thật ra cô gái này không thể bấm được đâu, bởi cô gái rất là dễ thương, cũng rất là hiền. Bạn rất hiền. Chỉ sợ một cái người quá cá tính như bạn này mình khó có cầm cương được lắm. Dạ. Thôi, hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, có thể là những người bạn với nhau để cùng chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Biết đâu điều gì xảy ra nha. Dạ. Chúc các bạn sớm